Con thấy có một cái sai là Đức Chúa Giêsu. Vậy là Đức Chúa Giêsu có tới. Thì mình mời. Có chứ. Chúa cũng đang mời, Chúa cũng đang ăn cũng được. Tại vì mua chiếc thân nhiều mà nói vậy. Đúng không? Không có nhầm gì. Ông bà kia là mời phụ cũng đi ăn đó vậy. Ờ, chiếc giọng. Tốt đấy. Dạ dạ. Nhưng mà mình không làm vậy á, sau này bên công giáo họ sẽ phân bì á. Nó mình kỳ thị Chúa Giêsu á, nên cũng phải mời ông. Đức mẹ là ai? Mẹ mà, tức là mẹ mình rồi. Nhưng mà thế gian này á, khi mà xuống thế gian á, mang một cái thân người, một cái history, thì là một cái người khác của cái đó. Rồi mình đi chỗ khác, mình đóng phim khác. Giờ con cứ nghĩ giống như chị Kiều Trinh là bạn phụ đi, bà đóng phim nhưng mà lâu lâu bà cũng ở nhà bà coi phim của bà, đúng không? Giống như con ca, con thâu ở nhà con coi là con ca vậy thôi. Rồi cái một cái phim khác thì cũng là người đó đóng, là cái vai khác, mình cứ nhập vai thôi à. Có một điều là mình biết được mình ở ngay ở trên cái đỉnh cao của cái sự giải thoát, mà người xung quanh mình, bạn bè mình hay tất cả những người ngoài kia họ không biết được, họ còn đang đi lần mò đi tìm. Thì lúc mấy con ngồi đây là có phước hơn những người đó. Thử con xuống núi hay là bạn đồng nghiệp, hay là thậm chí là bà con anh em mình, mà cái đó là cái là cực kỳ quan trọng nhất trong đời chúng ta. Chúng ta xuống đây là đi học, đi học xong mục đích của mình là gì? Là thi đậu, đúng không? Thi là lúc nào thi? Một năm mình thi cả mấy trăm lần, mỗi tuần nó có bài thi. Thì bài thi là chị em bạn đạo mình là những lúc thử thách mình đó, thi coi coi mình có giận không, có sân không. Về nhà cái mình gặp ông anh ruột mình nó thi, hey, bữa nay đi đâu, đi theo thằng Tà Kiệt hả, ảo nữa hả, đại khái cũng bài thi. Bây giờ con gặp ai thì đều là bài thi hết, rồi mình cứ pass. Rồi cuối cùng á là mình được giải thoát, đi về cha mẹ. Mà cái đó là hàng mớ của nghìn những tỷ phú, những người giàu có, những ông vua bà chúa. Cả con nghĩ thử cái nữ hoàng Elizabeth mới vừa qua đời, đâu con bảo được đi về đâu. Dù đố nhưng mà thủ cũng phải đi tìm câu trả lời. 3 ngày sau thủ trả lời cho con, thì bộ hỏi cái gì? Chưa chắc bảo được về trời. Thiệt á, mấy người làm chức lớn dễ bị đọa địa ngục á. Một cái suy nghĩ sai lầm thôi là dễ suy nghĩ sai lầm. Người kêu một người kế bên hạ lệnh một cái. Nhưng mà cái người mà gọi là mastermind Mỹ nó có đó, đâu có phải là người bóp cò lỡ tàu đâu. Cái người suối là mới mệt á. Thì những người chức lớn dễ bị lắm. Để vô check coi bà đi đâu. Bảo đảm là mấy con là thấy cái, được cái phần thắng hơn những người đó. Phần thắng là bữa nay được cha khen nè, mẹ khen nè, mấy đứa nè. Được hết mấy chị khen, ông Sơn Thần cũng khen nữa. À, tại ông khen chắc ông nhờ cái miếu không? À, ông quá đó. Ở trong đó ông biến ra một cái trù, nó giống như là cái nhà gỗ mà nhà cổ á, đẹp hơn nhà tường xây. Khi gỗ nó có cái linh khí của nó, ổng thích hơn. Mình thấy nhỏ nhưng mà mấy vị biến ra lớn dữ lắm. Cũng như Điện Cha còn tưởng ở trên kia là một cái set của Mỹ, là một cái set, nhớ không? Chừng 100 square feet, 120 square feet. Mà thật sự là do là trong cái thiền định là nó là một cái hoàng cung khổng lồ đó.
Vô đây ngồi cho anh ấm nè. Ủa anh bắt đầu ta? Hả? Còn bên thư viện đó sư phụ. Mà nghe báo đi. Có mình không hả? Không, tụi này, tụi con trên đất. Ok. Hồi chứ sợ sư mẫu ngoại ba lạnh với mấy nhỏ bệnh với đứa nào ấy thì vô đây ngồi cho nắm. Này đi ngồi có đồ lóc. Chứ bữa nay tự nhiên nhiệt độ nó xuống thấp. Thấy không, thấy không? Gió xong lúc mà vô thắng nó im đúng không? Dạ. Là tuy cái mấy vị là phải sờ mà lúc nào cũng vậy. Rồi chút cái nắng nó lên lên đúng không? Ừ. Gió tiếp là những gì đi kế tiếp, xuống tiếp, đông. Thì con thấy cái đó là đó, mắt con thấy đó. Nó phải không mà vậy đâu. Rồng hay là mấy vị tiên Phật rồi đi là gió. Họ có một cái lực cản với gió. Tự vì mắt thường á mình nhìn không thấy. Không có nghĩa là không có. Sư phụ được lệnh cha cho lộ cho nên sư phụ ngồi nói chuyện với mấy con thoải mái. Cái con mà gặp mà những cái người như mấy vị thầy lớn hay là những vị đạt những thần thông cao đó mà mấy ổng theo cái luật Phật không có được nói chuyện kiểu này đâu. Mày gặp Phật hả, gặp Bồ Tát hả, tiết lộ thiên cơ hả? Ai tiết lộ thiên cơ kẹt đi về hả? Đúng không? Nhưng mà trong đó có kinh điển là nói vậy hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Đồng thời kinh điển cũng có nói sẽ có một cái thời hạ hoang quân, sẽ có một cái đạo mới ra đời, sẽ có một vị chuyển luân thánh dương xuất hiện, sẽ có một vị thiên tử xuất hiện, rồi sẽ có một vị Phật Di Lặc xuất hiện để mà cứu độ chúng sanh, đúng không? Thì ai mà lộ cơ sớm thì người đó sẽ. Còn cái này là người này luôn lộ để mà lập lại cái đời mới. Sư phụ không lộ làm sao sư phụ lập được cái đạo? Sư phụ là chiến lương thánh dương thì sư phụ phải lộ để mà lập cái đạo. Những người khác lại không có lộ trước được, được lộ có giấy phép. Mình ở thời đại này nó lạ, nhưng mà thật sự mấy con phải là vui, hãnh diện. Hãnh diện là mình gặp được sư phụ, một vị mà trong kinh điển đã nói hàng nghìn nghìn năm. Thấy không? Cả những như Gia Cát Lượng, hay là Thương Tử Nha, hay là Lưu Bá Ôn, hay là Ngài Chạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, đều là Đức Thầy hết. Rồi sau đó Đức Thầy chuyển vô miền Tây là thành Phật Thầy Tan, rồi Sư Giảng Văn Khoai cũng là Ngài luôn. Cũng là một người, cái thằng hồn đi như vậy đó. Nói về một người, mà người đó là đệ tử của ổng, sư phụ. Rồi đến ngày mà sư phụ mà không xuất hiện thì con nghĩ những lời của những cái gì đó, tên tuổi đó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ông Nguyễn Minh Khiêm ông nói chặt lắc này? Chẳng lẽ ông Lù Bô cũng nói chặt lắc? Ông Thương Tử Nha cũng nói chặt luôn. Ông nói sau này là Võ Dương gì đó, câu đó là gì? Võ Dương ra này, Võ Dương tức là cái ý ông nói là thương người bắt cướp theo cái thú nghiêu hồi đại mà nó thú nghiêu trở lại đúng không? Đó là trở lại thời xưa. Cậu đồng sao? Anh gắng từ ngày làm sư phụ ơi, đại tôi giờ nhỏ không nhớ sư phụ ơi, từ ngày ông đại tôi giờ tôi thấy tôi tố hù à, không có cái tôi thiệt à. Võ Dương trị nước thế giới bình an là không cái thấy cái câu ở trong là Minh Dương trị chúng thế giới bình an, nhưng mà Võ Dương trở lại thế gian đúng không? Dạ. Tức là người về cho con ngủ đi. Ồ con chú bữa nay rồi đẹp dữ. Chú hắn hay chú ngủ.
Xưa mỗi lần mà mẹ mình với Long Mẫu mà về thì mẹ với Long Mẫu là nói chuyện nhà không à. Còn cha với Long Dương á, Long Dương không có nói chuyện chính trị, tại cái đó Long Dương không có xen vô của mấy ông như ông Trần Đạo rồi không có xen vô, nhưng mà Long Dương vẫn nghe lệnh của cha mình. Cha kêu ok trả đảo Hoàng Sa lại cho Việt Nam thì ông Long Dương ổng là người trả lại, ổng chỉ nắm quyền nhưng mà thật sự ổng có quyền, nhưng mà cái top priority mà order là vẫn là thượng đế. Cái mấy lần hồi xưa thì như khi ông Long Dương ông cai quản Hoàng Sa Trường Sa, cai quản Phú Quốc, rồi cái bà chị thứ tư là cai quản luôn cả nước Nam Dương, những cái hòn đảo của Nam Dương đó, là có nói chuyện một người nào cai quản cái gì thì hồi biết, rồi giao lại cho cái bà chị lớn là cái ông bà đó mình thờ đó, cái nước phun phun lên đó là cai quản Phú Quốc với Hoàng Sa Trường Sa. Thì ổng là vua thủy cung thánh mẫu. Cái đó là thật sự là thiên ma nó xuống thế gian á, nó đóng một cái màn, đóng cái màn cho người ta bị sốc để cho con người học. Nếu mà mình không có trung cộng, nó không có làm lưỡi bò thì con nghĩ á, mấy thằng Âu Châu hôm nay nó cũng chưa có trắng mắt ra nữa, nó cũng theo thằng nó đang rồi theo cách tiến là cũng là cộng sản, là nó không còn cái chánh nghĩa nữa, nó phải có cái này có cái kia, thằng đóng vai ác, thằng đóng vai cà chớ, rồi thằng đóng vai bị ổi, Biden đóng vai bị ổi phải không? Rồi ông tổng thống Pháp là tên gì, Macron gì đó, đóng vai điểu cá, rồi Tập Nhân Bình đóng vai dạng giống như kiểu Tào Tháo đó. Thì thằng đóng vai cuối cùng nhân loại mình học những cái đó để mà đi đến thống nhất một cái hòa bình, mà một cái hòa bình cho 3.000 năm về sau cái thời vàng kim mà xua độc sớ á, nó là một cái mechanical run mà nó không có cái software để điều hành thì là cũng như không. Cái cây mà không có nước thì sao mà sống, nó cần cái thiên tâm đạo. Học Phật là từ bi, không có đổ máu. Ngài Đạt Lai Đạt Ma lãnh cái giải của Nobel năm 2009 hay gì đó, là chỉ có đạo Phật trên thế giới này từ xưa giờ chưa hời gây hấn với ai, là một cái đạo hòa bình nhất, được tất cả các đạo nó cho giải Nobel. Thì cái thiên tâm mình trong tương lai là như vậy, nhưng mà mình hơn cái đạo Phật của hiện giờ của mấy thầy của bên Tây Tạng, họ chỉ truyền cái từ bi, truyền cái thiền đi khắp Âu Châu, nhưng mà không, họ không có thể truyền làm cho cái người Mỹ, người Âu Châu, người Đan Mạch, người Đức, người Ý, họ thích qua bên Ấn Độ mà thiền, nhưng mà không bao giờ bỏ Chúa của họ, không bao giờ họ bỏ thượng đế của họ. Chỗ qua bên Dhurumsara là chỗ ngài Tây Tạng ở, ngài Đạt Lai Đạt Ma ở, thì dưới có cả 100.000 thầy Tây Tạng ở. Thì mỗi một người mà đi du lịch qua bên Âu Châu, họ giàu á, họ đi tìm cái peace á, tìm sự thanh bình á, họ qua bển, họ cứ đi kiếm ông nào á, họ rủ về cái dạy cho ổng ngồi thiền, rồi cái họ cái mấy ông Âu Châu có tiền mà cúng dường lại, thì cái sinh hoạt cho đó như một cái thành phố nhỏ để đi tìm cái hạnh phúc ngắn ngủi, mà họ phải đổ đường xa từ Âu Châu qua bển, họ ở những cái hotel rất là nhỏ xíu, chỉ giường có giường thôi, cái bàn có nhiêu đây, cái hotel cái phòng có thể như vậy thôi, tại nhà trên vách đá không à, nó không có rộng như ấy. Thì họ ở chật chội vậy đó, rồi sáng xuống cũng có những cái quán chút cũng là cái quán, tại vì đá mà đá cứng ấy, người ta xây, cho nên cái space mà living không có nhiều. Thì những người Âu Châu đó họ qua bển họ giàu có, họ không có hạnh phúc, thì họ đi tìm mấy ông thầy Tây Tạng để dạy cho họ cái hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng họ học xong họ trở về nước của họ, họ không có bỏ thượng đế của họ.
Sau này Thiên Tâm Đạo ra đời, họ vừa có những cái họ cần có, và đồng thời họ lại càng trân trọng hơn là Thượng Đế có hiện hữu và con của Ngài sáng lập cái đạo này. Và con của Ngài đã giữ đúng lời hứa 2000 mấy trăm năm trước. Chúa Giê-xu ra đời trước cái dương lịch này 2023. Chúa Giê-xu ra đời khoảng 2300 mấy. Từ tụi La Mã nó đổi cái thời gian lại. Thì cho nên sau này cái khi mà họ hiểu hết cái câu chuyện của mình là họ quảng hồn. Lúc đó thì còn ngồi đây không? Rồi chỉ là làng chú trọng ở nước Việt thôi. Rồi đây nắm giữ gian sen đó, cái bãi cho nó tin tưởng. Thì cái đầu của người bây giờ chỉ lo cho nước Việt sắp bị chết đói, sắp bị khổ nạn. Mà thôi là người biết rõ hết sẽ bị khổ cái gì và làm sao hết khổ, rồi làm sao để cho đem cái nền kinh tế lên, rồi làm sao đem cái khối mà tự do của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, NATO gần lại Việt Nam. Thì cũng biết cách làm cái gì chỉ, rồi làm sao đem cái technology của người ngoài hành tinh vô được. Bây giờ con nói chuyện được với mấy vị như vậy, con xin một cái thôi, là không lẽ mấy người thành tinh nó không nghe lời Đức Thầy, nó không nghe lời cha, nó nghe liền đó. Tại vì nó biết, nó cũng thờ Thượng Đế. Nếu mà không có cha, không có mấy chư Phật đó, là nó giết mình tàn sát hết rồi. Nó cũng là như mình thôi, chẳng qua là mình không có thể nói được tiếng nó. Nhưng mà nó cũng vẫn thờ cha, nó vẫn đạo Phật. Ngày nào trên chiếc spaceship của nó cũng có không biết có đốt nhà hay không nha, mà cái cách thức nó là khác, nhưng vẫn là cha của mình. Nó cũng vẫn là thờ Thượng Đế với mẹ, cũng giống như mình bây giờ. Mình so giữa người hành tinh với mình, thì mình so giữa 10 mình đi với với những con khỉ con dượng mà nó khôn nhất đi, thì cho những khỉ dượng là giống mình, còn người thành tinh là người mình. Thì khỉ dượng nó cũng là cùng sống trái đất, nó cũng biết sợ, nó cũng biết nghe lời những người chủ nó, đúng không? Thì người thành tinh nó cũng vậy đó, nó không có thể nào mà ăn hiếp mình được. Mình cũng không có thể nào đi giết mấy con khỉ con dượng đó một cách vô cớ, tại vì cùng đồng loại, chỉ có là khác cái tiếng nói, khác cái mắt mũi gì thôi, thì có so sánh vậy đi. Mà mình khôn con khỉ không, nhưng mà đối với mấy thằng thần tinh nó cũng nghĩ mình giống vậy á. Nhiều lúc nó coi mình sao mà khờ quá, tại vì nó đi những cái nước giống như bên Phi Châu hay những nước bên Ai Cập đó, mà thời cái mấy nghìn năm trước á, con người còn thô sơ đó. Thì nó làm trên trời, nó bay trên trời, nó bắn ánh sáng. Chứ những cái người thời xưa ăn lông ở lỗ mà gặp nó tưởng nó là God không. Còn coi phim gì á, phim India John á, cái 8 cái sọ mấy cái thành tinh, nhớ không? À, nó cũng giống vậy thôi à. Rồi nó cứ thờ mấy người thành tinh, nó lại giống như God vậy đó. Nhưng mà thật sự đâu phải là God, nhưng mà đối với cái người thời xưa là God. Bây giờ giống như mấy con khỉ nó cũng coi mình là gót của nó. Thì con cứ soi thắt ngược lại chút xíu là nó cũng y như vậy. Nó không bao giờ nó hại mình, là vì nó biết nó hại mình là nó mệt với cha. À, thua hỏi mấy vị kỹ. Hả? Có gì? Nghĩ Trường Sơn à? Mày nó móc mà mày nói gì chồng cái gì sao? Còn có một tài nào cũng chịu chơi. Đứng ngồi trước mặt cha mẹ, ngồi gần trên này nè, giống mẹ nè.
Mấy con vô đây nè, đứng đằng trước bàn thờ luôn. Vô đây. Ở trên này còn đồ ăn nè, ai ăn gì ăn. Ngoài đó lạnh quá, vô này cho nó ấm một chút. Có máy sưởi không? Muốn mở máy sưởi không? Hay gì được rồi. Mở máy sưởi nó ngọt á. Hồi nãy giờ mấy đệ tử ở ngoài đó hả? Nãy giờ con đâu? Nãy giờ con đưa bác của bạn con đi về hôm trang. Rồi giờ trở lại hả? Dạ. Nãy giờ luôn kể mấy cái phút mà sáng giờ mấy gì tổng kết dạ. Bữa lễ mình rồi cha nói gì mấy chư Phật rồi mấy gì nói. Mở cửa cho thoáng này hả? Là rất là tuyệt vời, không có lời nào để mà tả xiết, ai cũng vui hết. Mấy chư Bồ Tát với Phật với cha với mẹ mấy gì nghe cái bài sớ của hộ mấy gì rất là xúc động, cảm động. Mấy gì khen sư phụ có tâm từ bi quá, lo cho nước Việt quá, vui cho hay. Mà vậy con đang đóng phim người Việt. Kiếp sau con đóng phim người nào thì con lo cho người đó. Như nước Mỹ này nuôi sư phụ bốn mấy năm. Sư phụ ở Việt Nam á chắc một xanh ra cỏ đó mà. Răng là súng. Một á là đi làm ruộng, hai là chạy ra ôm. Tức là nếu cơ hội làm chủ kiểu này, làm gì có tiền mà xây mấy cái này không? Hiểu không? Cho nên làm gì làm, sư phụ cũng cắn cho nước Mỹ. Được. Cái gì gọi là Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thạnh, mình cũng muốn nước Mỹ nó mạnh.